Lời Chúa theo Thánh Luca chương 12 câu 8 đến câu 12. Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì có người sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị từ chối trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến con người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đồng, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì. Vì trong ngày đó, thánh thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu là tâm điểm của lịch sử nhân loại và là trung tâm của đời sống con người. Niềm tin này được mặc khải qua toàn bộ Kinh Thánh. Toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước cũng hướng về và chuẩn bị cho con người đón nhận niềm tin này. Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa nhập thể làm người, toàn bộ cuộc sống và lời giảng dạy của Người cũng hướng dẫn con người đến việc xác tín về niềm tin này. Toàn bộ đời sống của người Kitô hữu cũng không gì khác hơn là tuyên xưng vào niềm tin này. Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy niềm tin này không chỉ mang chiều kích riêng tư mà còn mang chiều kích công khai và phổ quát. Chính lúc ta tuyên xưng niềm tin đó một cách công khai thì cũng là lúc ta đang sống thực tại cánh chung, thực tại nước trời. Phàm ai nhận thầy trước mặt thiên hạ thì có người cũng nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Và ngược lại, khi ta chối bỏ niềm tin đó thì cũng tức là lúc chối bỏ thực tại cánh chung, thực tại nước trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bởi vì khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô cũng là lúc ta sống thực tại cánh chung, thực tại nước trời. Mà sống thực tại cánh chung, thực tại nước trời nghĩa là sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Chính vì thế, việc tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô không còn là việc riêng của ta nữa, mà còn là việc của Thiên Chúa. Chính Thánh Thần sẽ ban ơn nâng đỡ giúp chúng ta sống niềm tin vào một Chúa Giêsu Kitô. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng phải lo bào chữa làm sao hoặc nói gì, vì trong giờ phút ấy, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn nhận ra rằng thực tại cánh chung không phải là một viễn tượng xảy ra trong một tương lai xa xôi nào đó, nhưng nó là một thực tại xảy ra ngay trong cuộc sống hiện tại khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết sống thực tại cánh chung, thực tại nước trời qua việc tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa. Amen.